Trên mạng xã hội, nhiều nhà lãnh đạo thế giới và những người nổi tiếng đã bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá Pele. Là một trong những vận động viên nổi tiếng nhất trên thế giới, ông ấy hiểu sức mạnh của thể thao trong việc gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi xin chia buồn với gia đình ông, cũng như những người yêu mến và ngưỡng mộ ông ấy. Pele không chỉ là huyền thoại bóng đá, mà còn là một biểu tượng nhân đạo toàn cầu. Ông ấy đã nỗ lực trao quyền cho trẻ em bị tổn thương và truyền cảm hứng cho các thế hệ trên khắp thế giới. Chúng tôi cảm ơn vì cuộc đời và di sản của ông. Trên trang cá nhân, cựu danh thủ David Beckham chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Pele trong dịp tiệc mừng bóng đá tại Mỹ năm 2008 và bức ảnh ba con gặp gỡ vua bóng đá người Brazil. Anh viết bằng tiếng Bồ Đào Nha. Xin cảm ơn và tạm biệt. Hãy yên nghỉ nhé, người bạn của tôi. Pele sẽ không bao giờ chết. Ông ấy là vĩnh cửu, là vua, là duy nhất. Pele bất tử cùng với những bàn thắng vĩ đại trong mọi khoảnh khắc thiên tài. Pele còn bất tử trong lòng mỗi chúng ta. Những người được ông ấy và những ngôi sao cùng thế hệ của mình truyền cảm hứng. Yên nghỉ nhé. Không chỉ những người hâm mộ tại quê nhà Brazil, mà đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới cũng gửi những lời chia buồn và tôn vinh tới huyền thoại của làng túc cầu. Đối với thế hệ của tôi, Pele là một cầu thủ có lối đá đẹp trên sân bóng. Vì vậy tôi thực sự sốc khi biết ông qua đời. Tôi rất buồn vì Pele đã ra đi. Tôi nghĩ ông ấy là vua của bóng đá. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn của ông ấy. Tôi rất đau buồn khi nghe tin ông ấy qua đời vì bệnh ung thư. Mong ông ấy được yên nghỉ. Bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại của Messi, nhưng tôi nghĩ biểu tượng của bóng đá vẫn là Pele. Là một người yêu bóng đá, khi nghe tin Pele qua đời, tôi cảm thấy rất buồn và có lẽ tất cả người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới cũng đang cảm thấy như vậy. Ngôi sao đã tắt, huyền thoại đã về với Chúa, nhưng hình ảnh Pele trong chiếc áo thi đấu màu vàng chói lọi của đội tuyển Brazil sẽ sống mãi trong tâm trí hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới.